Xin chào các thầy cô, bây giờ thì Phương sẽ hướng dẫn các thầy cô cách chúng ta nâng cấp tài khoản ClassPoint của mình lên phiên bản Pro. Thì sau khi mà các thầy cô đăng ký phần mềm ClassPoint thì các thầy cô sẽ nhận được một cái mã kích hoạt. Đấy, mã kích hoạt nó sẽ có dạng như này, là có gồm có những cái chữ cái như thế này. Thì các thầy cô nhận được mã kích hoạt từ trợ lý thầy Phương gửi, thì mọi người sẽ copy lại cái mã này. Sau đó mình sẽ mở về phần mềm ClassPoint của mình. Đấy, thì mình sẽ bấm vào cái tên của mình. Đấy. Chúng ta bấm vào tên của mình, chúng ta không bấm vào nâng cấp lên Pro, mà đây là mình sẽ mua trực tiếp từ hãng. Thì các thầy cô bấm vào là cái tên của mình ở đây. Đấy, nó sẽ báo mình này gói phí này. Đấy. Và nếu mà mình mua bản Pro thì nó sẽ là 57.000 một tháng. Được chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ bấm luôn vào cái dưới bên dưới có chữ là tôi có mã nâng cấp tài khoản, bấm vào đây. Và mình sẽ dán cái mã vào đây. Sau đó bấm xác nhận. Đấy, sau đó nó bảo là xác nhận cái này. Đấy, xong bấm kích hoạt. Và như vậy là xong. Đấy, nó báo như này là xin chúc mừng bạn đã kích hoạt thành công ClassPoint Pro. Và như vậy thì bây giờ các thầy cô sẽ thấy cái biểu tượng là nó đòi nâng cấp lên bản Pro không còn nữa. Và bây giờ chúng ta có thể sử dụng toàn bộ các tính năng của phần mềm ClassPoint này một cách thoải mái. Xin chúc mừng các thầy cô đã có một phần mềm tuyệt vời để áp dụng trong giảng dạy. Nếu thầy cô nào chưa có tài khoản này, đấy, hãy liên hệ với thầy Phương ở đường link bên dưới mô tả để có thể có ClassPoint để sử dụng các thầy cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.